Là đó. Hello cả nhà, hôm nay là Trinh live stream để chúng mình trò chuyện đồ với nhau nè. Nói chung là hiện nay là tâm trạng đang rất là vui và rất là phấn khởi khi mà cái fan club mở ra được hơn một tháng. Thì bây giờ là bên ekip báo lại cho Trinh là được hơn 3.000 thành viên rồi, và cũng có rất là nhiều bạn. Em xe về chưa? Đây. Được chưa? Trinh đang phát gạo nè, nhưng mà bây giờ Trinh đang live stream với mọi người trước, xong rồi mới gì đó đang phát gạo bên nhà mẹ Trinh, nói chuyện với mọi người tầm 10 phút và Trinh sẽ qua phát cho mọi người. Mới phát xong nhà bể tòng rồi. Kiều qua đây, Kiều qua đây ngồi nè Kiều. Rồi em cầm với chị. Mọi người tranh thủ nha, mình chỉ có 10 15 phút để nói chuyện nha, chừng bật ngửa nha Kiều ta. Ớ xe nữa. Anh hãy qua đi anh. Tụi mình đang live stream trên cái cầu. Có rất là nhiều xe rồi đúng không em? Có rất là nhiều bình luận của mọi người, của các bạn nhắn vô là hỏi Trinh là chị ơi có trưởng fan club hay là phó fan club hay không. Thì thật sự là fan club của mình đang có hai người, nhưng mà hai bạn đó giờ đang bận giảm béo nè, rồi tập thể thao thể dục cho nó có cái vóc dáng để cạnh tranh với Trinh á, nên là hai bạn đó Trinh sẽ công bố khi nào mình offline nha. Rồi khi nào mà có nhiều bạn hỏi là chị ơi có offline không, rồi gì nữa ta hỏi nhiều thứ quá, hỏi gì nữa ta, có offline không nè, khi nào offline, chị muốn mua áo thì sao, muốn mua áo này thì sao đó, áo Trinh đang mặc áo fan club nè đó, cưng không áo quỳ gói xuống cho mọi người coi luôn nè đó. Thì thật sự là Trinh rất muốn làm một cái offline, nhưng mà khi nào mà thành viên của mình trên 5.000 đúng không em, trên 5.000 thành viên và coi là tình hình dịch có ổn định hay không, thì lúc đó Trinh sẽ mở fan club nha. Ủa lộn. Mở nữa hả? Mở offline nha. Dạ. Mồ hôi hôm sau nay nóng mà. Đó, thì hôm nay muốn tâm sự với mọi người là vậy. Với lại Kiều rảnh không, Kiều nhìn vô đọc bình luận coi mọi người có hỏi gì chị không, chị tranh thủ chị trả lời tư vấn cho mọi người. Lô trên gì, lô sần đen nè, tiếng Anh nè. Còn điều gì muốn chia sẻ với mọi người nữa ta? Mọi người ơi, nếu mà muốn offline sớm á, thì mọi người hãy mau đăng ký vào fanclub của Trinh nha. Để khi nào đạt 5.000 thành viên thì mình mở offline nha mọi người. Thì trong cái offline đó thì Trinh sẽ tạo ra rất là nhiều trò chơi cho các bạn. Sẽ có nhiều phần quà, sẽ có nhiều phần thưởng cho các bạn. Các bạn biết là Trinh chiều fan và chịu chơi như thế nào rồi đúng không? Cô Bin hỏi là con đăng ký mà chưa có áo mẹ ơi. Con có áo rồi mà con xạo hả cô Bin? Chưa đưa mà. Chưa, đang giữ chưa đưa. Chưa đưa luôn, ôi trời mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con, bữa mẹ thấy con giật, mẹ tưởng con có rồi. Mẹ xin lỗi con nha, quá về Sài Gòn mẹ sẽ đưa liền. Quá trời nhiều fan hỏi áo chưa có kìa. Thì bữa nay đang về quê mà. Thì ngày mai. Còn gì chia sẻ với mọi người, còn hỏi gì nữa không kìa, em nhớ đọc câu hỏi nha. Trời ơi, chị đi đâu vậy chị? Con gái miền Tây đẹp mặn mà. Ở trong nhà của Sáu Phương, nhà của mẹ của chị đang phát gạo nè. Chị quay cho mọi người coi nha. Đó, đang phát gạo bên kia nên là Trinh nói chuyện với mọi người. Trinh qua phát gạo. Nè, cầm đi Kiều. Yes, madam. Còn gì chia sẻ với mọi người? Buông đi thêm, cầm đi. Để bên đây. Có nhiều bạn dễ thương lắm, vô fan club nhắn tin là chị ơi tự ứng cử mình luôn, là em làm trưởng fan club được không chị, em rất là yêu chị. Nhưng mà thật sự là đang có hai bạn rồi nha. Còn câu gì nữa không? Mốt cho nhóm vô fan cứng. Vô hả? Nhóm fan cứng. Đúng rồi, vô nhóm fan cứng. Ôi, hai đứa nhỏ này trai mà nhiều chuyện dữ vậy nè. Ông đem tôi vô fan cứng chưa? Chưa, Tuyết Kiều kia được vô fan cứng. Tuyết Kiều là ekip. Ủa sao Nhật Quy được vô? Nhật Quy là con trai của Trinh đó.